Lệ Quyên bất ngờ đăng tải dòng trạng thái cực ngọt cho tình trẻ. Người bình thường nhất cũng hiểu một điều, một người như tớ sẽ chẳng bao giờ chọn người không có giá trị, tầm thường, Lệ Quyên chia sẻ. Mới đây trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Lệ Quyên bất ngờ đăng tải dòng trạng thái chia sẻ về chuyện tình cảm cùng nam diễn viên Lâm Bảo Châu. Lệ Quyên viết, chúng ta đều thừa bản lĩnh ngồi xuống nói thẳng nên dừng lại khi không còn đủ cảm xúc bên nhau nữa. Cũng còn một số người, cố gắng cho bạn sự rẻ rúm được lấy ra từ chính bản chất của họ khi bạn bên cạnh mình. Ngay từ đầu, điều đó đã không hề quan trọng khi chúng ta nắm tay nhau bước ra cuộc sống này. Người bình thường nhất cũng hiểu một điều, một người như tớ sẽ chẳng bao giờ chọn người không có giá trị, tầm thường. Chúng ta không cần chứng minh điều gì cả, chúng ta hãy tận hưởng mọi khoảnh khắc khi có nhau, thế thôi. Cảm ơn bạn Lâm Bảo Châu. Ngay sau tâm sự của Lệ Quyên, nhiều bạn bè cùng người hâm mộ đã để lại những dòng bình luận chia sẻ đồng thời gửi lời chúc hạnh phúc tới nữ ca sĩ. Hạnh phúc là khi họ yêu nhau thật lòng, quan tâm chăm sóc nhau đơn giản vậy thôi, tình yêu không phân biệt tuổi tác, mình rất thích và ngưỡng mộ tình yêu hai bạn. Chuyện tình yêu luôn luôn là chuyện của hai người nên thiết nghĩ không cần phải giải thích nhiều. Ít khi hâm mộ ai, nhưng quả thật với Lệ Quyên bản thân mình hâm mộ thật sự từ tài năng đến cách sống. Thật hạnh phúc trọn vẹn bên bạn vì cô gái ấy hoàn toàn xứng đáng. Chỉ xứng đáng, phụ nữ không bao giờ cho phép hạ thấp mình và chọn cho mình một người không có giá trị. Giá trị ở người đàn ông là yêu mình thật lòng, vậy là đủ. Lời văn của chị vô cùng sâu sắc và quyết liệt, nổi da gà vì chị mạnh mẽ và cứng rắn để bảo vệ hạnh phúc của mình. Nổi da gà vì chị yêu hết mình và thăng hoa nhất. Đời người phải sống như vậy, thẳng thắn, khả ái và kiên định. Chúc chị luôn vui. Trước đó, sau khi công khai ly hôn với người chồng cũ, Lệ Quyên liên tục được khán giả và truyền thông chú ý về mối quan hệ của mình với Lâm Bảo Châu. Vào dịp đầu năm mới, trên trang cá nhân, Lâm Bảo Châu đã đăng tải một loạt những khoảnh khắc ngọt ngào bên Lệ Quyên, kèm những lời yêu thương nhắn nhủ đầy yêu thương đến bạn gái. Tình trẻ Lệ Quyên bày tỏ, có lẽ chưa từng nghĩ mình sẽ có một tình yêu đặc biệt vậy. Đến tận bây giờ mình vẫn nghĩ làm thế nào là yêu được một cô gái như vậy, một người phụ nữ thông minh, quyến rũ, giỏi giang, chu toàn. Có thể lấy hàng triệu trái tim trên sân khấu mà gửi trái tim của chính bản thân cho mình. Nhiều lúc nghĩ đùa, em quả thật là một người đa nhân cách, lúc thì là một bà già kể chuyện trên sân khấu, lúc thì là một bé gái nhắn nhít nắm tay anh. Có lẽ sự thu hút không chỉ bởi từ một người phụ nữ quyến rũ mà còn là những điều thú vị hấp dẫn bên trong con người. Trên cả một hành trình, Lâm Bảo Châu chia sẻ, có thể nói, đây được xem là lần đầu tiên Lâm Bảo Châu công khai dành tặng những lời ngọt ngào cho Lệ Quyên. Đáp lại tình cảm của bạn trai, Lệ Quyên bày tỏ, một người đàn ông kiệm lời, chỉ âm thầm làm mọi thứ tốt nhất cho người mình yêu thì một lời nói quý hơn ngàn vàng. Cảm ơn anh sưởi ấm trái tim em, thiệt thòi bởi bản thân không được ghi nhận đúng giá trị tốt đẹp, nhẫn nhịn, vị tha cho tất cả, nắm tay em thật chặt đã ba mùa xuân và mong là mãi mãi.